bây giờ là 170 1.700 một cân. Bây giờ chỉ còn cái ông bà già không đi đâu làm quen. Đã kia này cô lên xuống rồi. Chả cô gì, chỉ có nắng thì lao già đi, mà nó mưa thì mới ở nhà. Chỉ có nắng thì mới làm được. Mưa xuống rồi nghỉ thôi. Thì nước nó ngọt cũng làm bằng bấy công. À, nó được khoảng 50 cân.